Ngọc này, mày đâu đến đây? Mày có biết đây là đất của ai không? Tao không biết đất của thằng nào cả. Hai thằng to xác như chúng mày, nó làm đứa trẻ con à? Đất của bố mày, bố mày chỉ đánh ai rồi này? Làm sao? Bố! Cảm ơn anh, sao anh có giỏi thế? Không có gì. Em có thể mời anh đi uống cốc nước được không ạ? Đi, anh em đi. Em mời anh đi uống cốc nước. Dân tộc kia, mày cũng bản lĩnh đấy. Tao là thằng dân tộc thật, tao không chịu ghẹo thằng nào, nhưng đừng thằng nào động vào tao. Các bố mày thích động vào mày đấy thì sao? Được đấy, chúng mày đưa nó về cho anh. Dạ vâng ạ. Đại ca, thằng dân tộc này nó dám phá chỗ làm ăn của anh em. Biết rồi, cứ đi. Đi theo tôi. Cho tôi phải đi theo anh. Ông chủ. Ông chủ là ai? Gặp tôi có việc gì? Từ từ rồi cậu sẽ biết. Ông chủ rất là thích cậu đấy. Cậu rất có bản lĩnh. Đây là cơ hội đổi đời của cậu đấy. Đi theo tôi nhé. Dạ thưa ca, em dẫn anh ta về rồi đây ạ. Anh cần gì ở tôi? Anh rất quý chú. Anh muốn cho chú mấy tiền. Tiền? Tôi đã làm gì được cho anh mà tôi lấy tiền? Tiền này tôi không lấy. Thế thì anh cho em gái đẹp Hoa. Dạ. Ra đây. Anh sai. Xây ra, cô xây ra. Tôi không có tiền, tôi cũng không cần gái. Tôi chỉ cần anh cho tôi một công việc. Được. Chú nghĩa khí lắm. Anh sẽ cho chú một công việc. Chú tên gì? Dạ, em tên là A Giang. Được. Anh sẽ đặt tên cho em là Giang Rồng. Dạ, mọi việc nghe theo ý anh. Kiên, anh sẽ tặng em món quà. Cầm đây em.
hai cậu lên. Và từ đó, tao có tên là Giang Dậu. Tao đã được ông trùm đất Bắc nhận tao làm cánh tay phải. Thế còn mày, mày xuống đây làm gì? Tao đi tìm Mỹ. Mỹ lại theo thằng Đại Gia nào rồi à? Không. Giang ơi, Mỹ bị bắt cóc. Cái gì? Mỹ bị bắt cóc. Thằng nào làm việc ấy? Thằng Cường Trót. Nó đã kết hợp với thương lái bên Trung Quốc. Nó buôn ma túy sang Việt Nam. Và nó đã thuê tao vận chuyển ma túy. Thế nhưng tao không nhận lời. Nó cay cú, cho nên đã bắt cóc Mỹ để trả thù tao. Một kiếp. Nó to gan thật. Được. Để tao điện cho ca một câu. Tao sẽ biết nó ở đâu. Tại ca là ai? Ca là ai? Mày cứ uống nước đi, rồi tao sẽ đưa mày đến. Không, tao nóng ruột lắm. Tao muốn cứu Mỹ, mày cho tao gặp ca đi. Thôi được, tao sẽ đưa mày đi gặp ca. Đi thôi. Dạ, em chào ca. Ngồi đây em. Dạ vâng. Công việc anh giao chủ nào rồi? Dạ thưa ca. Công việc ca giao em tiến triển rất là tốt ca ạ. Tất cả công việc xử lý rất cho khéo léo. Dạ vâng. Có gì khó điện thoại cho anh. Dạ vâng. Nha. Dạ vâng. Em xin phép ca, em về em giải quyết công việc ở nhà. Tốt, em về đi. Dạ, em chào ca. Em chào anh ạ. Em chào ca. Ngồi đây em. Dạ. Công việc anh giao chú thế nào rồi? Dạ, mọi việc anh giao cho em đều rất là tốt. Ừ. Dạ, em thưa anh ạ. Em có một người bạn, em ở trên bản. Em xin phép anh, em đưa nó vào, chào anh. Nó đâu em? A Phú. Em chào anh ạ. Ngồi đây. Thưa anh. Ngồi đây. Anh ngồi đi. Dạ thưa anh, hôm nay nó xuống đây, nó có việc, muốn nhờ anh, em mong anh giúp đỡ nó. Được gì chú nói cho anh nghe nào. Dạ thưa anh, thằng Cường Trót nó buôn ma túy, cho nên nó ép em phải vận chuyển ma túy cho nó. Nhưng em không làm. Chính vì thế nó đã bắt cóc người yêu của em. Em xin phép anh cho em và Giang đi xử lý nó. Ngồi xuống. Dạ, anh cho phép em đi với bạn em ạ. Hai chú ngồi đây. Alo, Hải con à? Alo, vâng ca. Mai xem Cường Trót nó đang ở đâu? Tìm nhanh nào cho anh ạ. Thưa ca, bọn em được biết là thằng Cường Trót nó trốn ra cửa khẩu anh ạ, cửa khẩu cá đấy. Mày tóm nó lại cho anh nhá. Dạ, ok anh. Ok. Chào em. Dạ thưa anh, việc này là việc riêng của dân bản em. Em xin phép anh cho bọn em giải quyết riêng nó. Thằng Cường Trót nó không phải dạng vừa đâu em. Các em xuống xử lý nó phải hết sức bình tĩnh, khôn khéo. Nếu có cái gì khó phải điện về ngay cho anh. Dạ vâng. Dạ vâng anh. Dạ vâng anh. Em cảm ơn anh ạ. Cẩn thận nhá. Dạ. Có gì báo anh ngay. Dạ. Nhá. Em chào anh ạ. Ok. Chào anh em đi đi. Cô nên nhớ rằng cô chỉ là một gái karaoke hết đát nhá. Tôi
thương cô, tôi mới thương cô về đây làm nhân viên của quán được con. Nếu mà cô tiếp khách như thế ạ, thì thế này đuổi hết khách của tôi còn gì nữa. Hả? Không thì em sẽ cố gắng lần sau mà hận chị xa lỗi cho em ạ. Không, không, cái lỗi là gì em nhá. Ui, xa lỗi cho em ạ. Mày cứ thì tất cả anh em, tôi hỏi tần suất, các anh em biết nó ở đâu không? Anh ơi, anh em và em đang tìm rồi nhưng chưa thấy nó đâu anh ạ. Việc này rất quan trọng với anh. Anh nhờ tất cả anh em giúp anh việc này. Vâng. Sao anh em em ở trên này sẽ cố gắng ạ. Có gì em sẽ thông báo xuống cho anh. Anh em, việc này rất quan trọng đối với anh em tôi. Nhờ anh em giúp tôi xin thật cẩn thận nhé. Vâng. Anh nhé. Cà phê đúng không? Đi chơi với anh đi. Em đi đi. Đừng cần tôi anh. Tôi không phải gái ở karaoke đâu. Bỏ ra. Em cà phê đúng không? Đi chơi với anh, em sẽ cho em tiền. Bỏ tôi ra, tôi gọi công an đấy. Đi với anh đi. Đi. Bỏ tôi ra. Không mà. Bỏ tôi ra. Tôi đâu đi. À, Phú, hình như ai qua kìa. Tôi không đi. Đi chơi với anh, anh sẽ cho em tiền. Đi đi. Đâu á? Anh ra. Anh giải cứu em. Đại cương đâu? Anh Giang, A Phủ, A Hoan, A Giang, A Giang, em xin anh hãy tha lỗi cho em xin anh đấy, A Phủ. A Hoa, tại sao em lại ở đây? A Hoa bị thằng Hùng đại gia nó lừa. Nó lấy vợ ba, vợ bốn. Rồi nó bỏ A Hoa. Đánh đập, đuổi ra khỏi nhà. A Hoa phải đi làm gái karaoke, nhà hàng. Giờ thì em không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Khốn nạn. A Hoa, em hãy bình tĩnh. A Hoa này, nếu như em không có nơi để về thì hãy về bản nhé. Mọi người vẫn đang chờ đợi em đấy. Thế sao A Phủ lại ở đây? Cả A Giang nữa. Sao A Phủ lại ăn mặc như thế này? A Phủ bỏ bản đi rồi à? Không, chuyện dài lắm. A Phủ với A Giang xuống dưới này để tìm Mỹ. Tìm Mỹ á? Mỹ bị làm sao? Mỹ bị thằng Cường chót bắt rồi đưa ra cửa khẩu. Hình như chúng đang muốn bán sang Trung Quốc. A Phủ và A Giang ra ngoài này nhưng mà chưa biết là chúng đang ở đâu. Cường chót à? A Hoa biết Cường chót ở đâu đấy? Ở đâu? Bọn Cường chót nó thường trốn ở khu nhà hoang ven cửa khẩu và đưa gái Việt Nam sang Trung Quốc để bán. Phải đi qua đường mòn. Thế chắc là nếu A Mỹ mà bị bắt ấy thì phải nhốt ở đấy đấy. Thế A Hoa có thể đưa ra với lại A Phủ ra đấy được không? Được chứ. Đi. Chết rồi.
A Phú, hôm nay tao sẽ giết mày. A Phú, A Phú. Cho mày, mày hãy để lại một cái cây.